niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, một năm là 1.000 lần. Niệm hơn 300 vạn tiếng Phật, cái công đức này đủ để vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Như thế coi như thành công rồi. Cốt lõi của nó là ở chỗ buông xả. Nếu như vẫn còn điều gì vương vấn trong lòng, buông chưa được thì không cách gì đi được. Phải thật sự buông bỏ tất cả, thành Phật là chuyện lớn. Hòa Thượng Hải Hiền thường nói những thứ khác toàn là giả, chẳng có thứ nào là thật. Lục đạo 10 pháp giới đều là một giấc mộng. Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là lời thật không hề giả. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nhớ kỹ lời này nằm trong Kinh Kim Cang. Niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, một năm là 1.000 lần. Niệm hơn 300 vạn tiếng Phật, cái công đức này đủ để vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Như thế coi như thành công rồi. Cốt lõi của nó là ở chỗ buông xả. Nếu như vẫn còn điều gì vương vấn trong lòng, buông chưa được thì không cách gì đi được. Phải thật sự buông bỏ tất cả, thành Phật là chuyện lớn. Hòa Thượng Hải Hiền thường nói những thứ khác toàn là giả, chẳng có thứ nào là thật. Lục đạo 10 pháp giới đều là một giấc mộng. Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là lời thật không hề giả. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nhớ kỹ lời này nằm trong Kinh Kim Cang. Niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, một năm là 1.000 lần. Niệm hơn 300 vạn tiếng Phật, cái công đức này đủ để vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Như thế coi như thành công rồi. Cốt lõi của nó là ở chỗ buông xả. Nếu như vẫn còn điều gì vương vấn trong lòng, buông chưa được thì không cách gì đi được. Phải thật sự buông bỏ tất cả, thành Phật là chuyện lớn. Hòa Thượng Hải Hiền thường nói những thứ khác toàn là giả, chẳng có thứ nào là thật. Lục đạo 10 pháp giới đều là một giấc mộng. Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là lời thật không hề giả. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nhớ kỹ lời này nằm trong Kinh Kim Cang. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần mà khởi tâm động niệm, bạn hãy hồi tưởng lại bài kệ này một chút. Tôi còn nhớ thổ đầu, lúc tôi sống ở Đài Bắc, tôi đem bài kệ này in lên một loại giấy trong suốt, in thành những tấm nhỏ, tôi tặng cho người ta, bảo người ta dán lên tivi. Khi xem tivi thì niệm bốn câu kệ này: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện,
ứng tác như thị quán là giả cả, không phải thật. Cái thế giới này là giả, mười pháp giới cũng là giả. Vì thế nên phải buông bỏ, một lòng chuyên cầu sanh Tây phương thế giới cực lạc, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đến thế giới cực lạc thân cận Đức Di-đà, muốn thành tựu ngay trong đời thì không có cái nào có thể nhanh chóng hơn pháp môn này. Vì vậy, sáu chữ hồng danh độ khắp ba căn. Ba căn gồm bậc thượng thượng căn là Pháp Thân Bồ Tát, người trung căn là Tam Thừa Bồ Tát, hạ căn là phàm phu sáu nẻo thấy điều trọn thâu. Bởi vì kinh Vô Lượng Thọ, dẫu người có căn tánh thế nào đều khế cơ cả, không có bất kỳ cái gì không có tròn trong đó. Phàm phu học môn này một đời là có thể thành tựu, vậy hàng nhị thừa với Bồ Tát thì còn phải nói sao? Bạn nói xem, người thượng thượng thừa còn phải học cái này sao? Chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài thành tựu bằng cách nào vậy? Thành tựu là nhờ phát nguyện vạn sanh Tây Phương thế giới cực lạc. Thế thì người thượng thượng căn còn nên học. Huống hồ ở phần cuối của kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù Phổ Hiền dùng mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Đó là những người nào? Toàn là Pháp Thân Đại Sĩ, là Pháp Thân Đại Sĩ của thế giới Hoa Tạng. Hai vị Văn Thù Phổ Hiền dẫn đầu, dẫn dắt hàng Pháp Thân Đại Sĩ đến Tây Phương thế giới cực lạc tham học. Đến thịnh giáo với A-di-đà Phật. Điều này thì còn có gì để bàn cãi nữa sao? Từ đẳng giác Bồ Tát cho đến chúng sanh địa ngục đều được độ như nhau cả. Cái này quá tuyệt rồi còn gì. Gặp được thật chẳng dễ gì. Gặp được rồi, nếu như lại để lúng qua ngay trước mặt, chuyện đó quả thật rất đáng tiếc. Gặp được thì nên thế nào? Nhất định phải như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, vạn duyên buông xả. Gặp rồi tâm liền định lại, không còn vọng tưởng nữa. Chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu, chính là cầu sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Đây là thành tựu cho chính mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải báo ơn Phật. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Chúng ta chưa từng phát qua cái nguyện này. Dùng pháp môn gì để giúp chúng sanh thành tựu đây? Chính là dùng pháp môn này. Nếu như không phải dùng pháp môn này, thì lão cư sĩ Hạ Liên Cư với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng không cần thiết phải đến thế gian này làm gì. Bao gồm cả Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng không cần thiết phải khổ công như vậy đến địa biểu pháp. Từ chỗ này, chúng ta có thể lĩnh hội được chư Phật Bồ Tát từ bi vô tận.
tận hết mọi phương tiện. Đến khắp nơi để khuyến dẫn chúng ta phải tin sâu không nghi, phải kiên định phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chân thật viên mãn thành tựu ngay trong đời này. Chúng ta thật sự đắc độ thì cái nguyện của Phật Bồ Tát coi như viên mãn rồi. Đại sự nhân duyên chẳng có gì hơn được cái hội này. Cái hội này là đại sự nhân duyên trong đại sự nhân duyên. Phần sau là 16 vị chánh sĩ. Các ngài đều là, ngoại trừ ngài Hiền Hộ ra thì các ngài đều là Bồ Tát từ phương khác đến. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, hơn nữa chữ Hiền Hộ ngụ ý Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát. Biểu là biểu pháp. Ý là ý nghĩa của cái tên rất hay, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát. Nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, độ khắp ba căn, thâu trọn vạn loại. Đúng là ý nghĩa của chữ Hiền Hộ. Hiền Hộ mang ý nghĩa gì? Pháp nhất thừa là pháp cao nhất ở trong Phật Pháp. Chúng ta thường nói Đại Thừa, Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là A-La-Hán, Đại Thừa là Bồ-Tát. Còn Nhất Thừa là gì? Nhất Thừa chính là thành Phật. Nguyện là nguyện của Đấng Như Lai. Hải, nó mang ý nghĩa của sự to lớn. Đại nguyện, cái nguyện này rộng lớn không ngần mé. Chư Phật đều hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Dùng cách gì vậy? Chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta rồi. Ngài không biết chữ, cả cuộc đời ngài phải trải qua một cuộc sống hết sức gian khổ. Ngài sinh ra ở vùng nông thôn, không phải trong một gia đình giàu có mà là nhà nông nghèo. Anh chị em cả thảy 5 người. Năm ngày 12 tuổi, thôn quê gặp cảnh hạn hán nên mùa màng thất bát. Thế thì làm sao? Nên cha ngài phải đi ăn xin, ăn xin để nuôi cả nhà. Bạn nói xem, thế thì khổ sở đến dường nào? Rất không may, trên đường khất thực gặp phải thổ phỉ, bị thổ phỉ đánh đến chết. Chúng ta cứ ngẫm mà xem, mẹ ngài sẽ vất vả biết chừng nào, mang theo bên mình 5 đứa con. Nuôi lớn 5 đứa trẻ này,
Ngài Hải Hiền hình như là người con thứ ba trong nhà. Trên Ngài còn có một người anh và một người chị. Cho nên từ nhỏ Ngài đã không được đi học nên Ngài không biết chữ. Năm Ngài 20 tuổi, cả nhà Ngài đều học Phật, tin Phật. Mẫu thân Ngài bèn thương lượng với Ngài, khuyên Ngài xuất gia. Ngài thiên tánh thật thà, nghe lời, thật làm. Con người lại vô cùng nhân hậu, thuần phát, cung kính. Tuy không được đi học nhưng Ngài là một hiếu tử. Ngài tiếp nhận lời khuyên của mẫu thân. Mẹ Ngài cũng là ăn chay từ nhỏ. Sau khi Ngài xuất gia, sư phụ truyền giới của Ngài, pháp danh của sư phụ Ngài là truyền giới. Hòa thượng truyền giới nhìn thấy cậu bé này thành thật, nghe lời, thông minh, lại chăm chỉ, chẳng dễ gì tìm được một người như vậy. Vì sao? Vì hội đủ những điều kiện này thì rất dễ dạy. Người như vậy khẳng định có thể thành tựu, cho nên sư phụ bèn thế độ cho Ngài. Nhưng chỉ dạy Ngài một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài thật nghe lời, niệm câu Phật hiệu này suốt 92 năm. 20 tuổi, sư phụ dạy cho Ngài, Ngài cũng bắt đầu niệm từ đó. Đến 112 tuổi thì vãng sanh, niệm 92 năm. 92 năm không hề chuyển hướng. Không chuyển hướng nổi lên cái gì? Chứng tỏ Ngài không sáng tạp. Không thay đổi. Thật sự một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Niệm đến cảnh giới gì? Chiếc đĩa này là do đệ tử của Ngài, Pháp Sư Ấn Chí, mang đến Hồng Kông gửi cho tôi. Tôi xem được ba mươi mấy lần, đại khái mất khoảng hơn nửa tháng. Xem được 30 lần. Tôi đã nhìn ra được Ngài quả thật đã chứng đắc đến lý nhất tâm bất loạn của Tịnh Tông. Lý nhất tâm bất loạn, cảnh giới này là cùng một cảnh giới và ngang hàng với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh bên Thiền Tông. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cái Ngài thị hiện chính là cảnh giới này. Vào chiều đường, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông
ở trong thất của phương trượng của tổ. Nghe giảng Kinh Kim Cang, nghe đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài hốt nhiên đại ngộ, bèn nói ra năm câu. Năm câu này chính là luận văn. Luận văn tốt nghiệp của ngài. Câu thứ nhất nói là: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Qua đó chứng tỏ ngài đắc đạo rồi. Câu thứ ba: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là đại định, tự tánh vốn định. Tự tánh là chân tâm, chân tâm là bất động, vọng tâm thì động. Câu sau cùng là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng nghe bài báo cáo của ngài, bảo rằng: thôi được rồi, không cần nói nữa, con đã tốt nghiệp rồi. Ngũ Tổ liền trao y bát cho ngài. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tánh là thế nào? Năm câu này đã nói rất rõ ràng, minh bạch cả rồi. Hiền Công Lão Hòa Thượng cũng đạt đến cảnh giới này. Nếu bạn hỏi ngài đạt đến cảnh giới ấy vào lúc nào, cả đời ngài chưa hề nói với ai chuyện này. Vạn sanh cũng không nói. Hôm qua tôi nhìn thấy một cái đĩa được truyền đến gần đây. Cái đĩa trước bị sót hết vài câu. Cái đĩa này đã bù vào rồi. Mấy câu ấy cực kỳ quan trọng. Từ Lão Hòa Thượng có nói: tuổi tác tôi lớn rồi, hơn 100 tuổi rồi. Sống ở thế gian này rất phiền phức, phiền hà đến người khác không tốt. Nên ngài muốn vạn sanh. Ngài đối với cái thế giới này chẳng còn chút vương vấn gì, buông bỏ triệt để sạch sẽ. Bởi thế ngài nói: linh hồn của tôi đến thế giới Cực Lạc thành tựu rồi. Cũng nói đến thành tựu của ngài, mai này sẽ truyền khắp thế giới. Có mấy câu nói này, mấy câu này trong chiếc đĩa hiện thời không thấy có. Có lẽ là do ngài nói chuyện với một số cư sĩ, người ta dùng máy ghi âm ghi lại, còn đính kèm ngày tháng nữa. Bây giờ đem mấy câu này bổ sung vào. Chúng ta sẽ mang nó truyền đi toàn thế giới. Bởi vậy tôi khuyên mọi người nên xem chiếc đĩa này thành kinh Vô Lượng Thọ mà đối đãi. Một ngày xem 3 lần, niệm 10.000 tiếng Phật hiệu. Một năm là 1.000 lần, niệm hơn 300 vạn tiếng Phật. Cái công đức này đủ để vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Như thế coi như thành công rồi. Cốt lõi của nó là ở chỗ buông xả. Nếu như vẫn còn điều gì vương vấn trong lòng, buông chưa được, thì không cách gì đi được. Phải thật sự buông bỏ tất cả, thành Phật là chuyện lớn. Hòa Thượng Hải Hiền thường nói: những thứ khác toàn là giả, chẳng có thứ nào là thật.
Lục đạo, mười pháp giới đều là một giấc mộng. Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là lời thật không hề giả. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nhớ kỹ, lời này nằm trong Kinh Kim Cang. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần mà khởi tâm động niệm, bạn hãy hồi tưởng lại bài kệ này một chút. Tôi còn nhớ thổ đầu, lúc tôi sống ở Đài Bắc, tôi đem bài kệ này in lên một loại giấy trong suốt, in thành những tấm nhỏ, tôi tặng cho người ta, bảo người ta dán lên tivi. Khi xem tivi thì niệm bốn câu kệ này: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán, là giả cả, không phải thật. Cái thế giới này là giả, mười pháp giới cũng là giả, vì thế nên phải buông bỏ, một lòng chuyên cầu sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, chuyên niệm A Di Đà Phật, đến thế giới Cực Lạc thân cận Đức Di Đà, muốn thành tựu ngay trong đời thì không có cái nào có thể nhanh chóng hơn pháp môn này. Vì vậy sáu chữ hồng danh độ khắp ba căn. Ba căn gồm bậc thượng thượng căn là Pháp Thân Bồ Tát, người trung căn là Tam Thừa Bồ Tát, hạ căn là phàm phu sáu nẻo thấy điều trọn thâu. Quán vô chú dạy chúng ta, bạn có thể quán nhưng phải vô chú. Quán đại biểu cho cái gì? Mắt thấy sắc, thấy chính là quán. Tai nghe tiếng thì nghe chính là quán. Mũi ngửi mùi thì ngửi tức là quán. Lưỡi nếm vị thì nếm chính là quán. Tức là sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, dùng một chữ để biểu đạt chính là quán. Mắt thấy sắc, bạn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thuận theo suy nghĩ của chính mình chính là tham ái. Không những tham ái còn muốn tiến thêm một bước nữa, chính là muốn chiếm hữu đó, muốn có được nó. Đây đồng nghĩa bạn sanh phiền não, đồng nghĩa tâm bạn trụ nơi tướng rồi. Khởi lên ý niệm, đó là gì? Là tạo nghiệp. Nghiệp có thiện có ác. Nếu như là nghiệp thiện, đi liền với luân lý đạo đức, nhà Phật bảo là giới luật. Nếu nằm trong tiêu chuẩn này thì gọi là thiện nghiệp. Thiện nghiệp chiêu cảm ba đường thiện. Đời sau bạn sẽ đến ba đường thiện mà hưởng phước, vì bạn tạo được nghiệp thiện. Còn nếu là nghiệp ác, đời sau sẽ đến ba đường ác. Gặp phải tài, sắc, danh, lợi, bèn đi ngược lại với luân thường, trái ngược nghĩa lý. Bạn chiếm hữu đó, nắm giữ đó, đó gọi là gây ác nghiệp.
một cái tâm chính nghĩa, hợp tình, hợp lý, hợp pháp mà đạt được, thì đó là thiện nghiệp. Bất kể bạn tạo nghiệp gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn là câu nói ấy, bạn đang tạo nghiệp luân hồi. Ba đường thiện với ba đường ác đều là nghiệp luân hồi cả. Sai rồi, sao lại có thể làm cái chuyện này được chứ? Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì thế nào? Là vô trụ, các ngài không để cảnh giới nào trong tâm cả. Vì thế các ngài có thể giáo hóa chúng sanh, có thể giải quyết một cách ổn thỏa, đích đáng. Lý sự đều giảng dạy rõ ràng, tường tận cho bạn, nhưng trong tâm đều không mang theo dấu vết nào. Cũng tức là tuyệt đối không bao giờ để trong tâm. Đây gọi là công phu. Người tu hành đạt đến công phu này chính là công phu đắc lực rồi. Cái này thật sự hữu dụng. Công phu đắc lực thì sao? Không còn tạo nghiệp nữa. Đời sau họ chắc chắn ở Tây Phương thế giới cực lạc, quyết định không làm mấy chuyện luân hồi nữa. Ở cõi đời này, bất luận là chịu oan trái thế nào, có phải nếm trả thiệt thòi ra sao, nhận lãnh thương tổn gì, đều không để trong tâm. Để trong tâm chính là ác nghiệp. Vì sao? Vì bạn sẽ sinh lòng oán hận, sẽ muốn báo thù. Cái đó thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngừng dứt được, cứ báo tới báo lui. Đó chân thật gọi là mê hoặc điên đảo. Cho nên phải nên giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, có thể nhẫn. Người ta tát vào mặt ngài hai cái, ngài vẫn có thể nhẫn. Nhỏ nước bọt vào mặt ngài, ngài vẫn nhẫn được. Ngài không đi tính sổ với họ. Đó là gì thế? Là không tạo nghiệp luân hồi. Căn bản chẳng bận tâm đến mấy việc đó. Những lời mà Lão Hòa Thượng nói ra là nói cho chúng ta nghe đấy. Tâm ngài thanh tịnh sạch sẽ, chẳng nhiễm chút mảy trần. Nhẫn nhục, nhưng ngay cả cái tướng nhẫn nhục cũng không có. Thế nên trong tâm ngài tự tài biết dường nào, luôn pháp hỷ sung mãn. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi, ngoại trừ Phật hiệu ra thì không còn gì khác. Đây là điều mà chúng ta phải học hỏi nơi ngài. Mỗi ngày chúng ta đều xem địa của ngài. Đến một ngày nào đó, khi thật sự hiểu ra rồi, thật sự xem hiểu rồi, thì bạn sẽ giác ngộ. Bạn mới có thể thực hành vào trong cuộc sống đời thường của mình. Bạn sẽ đắc được tự tại thật sự, đạt được sự giải thoát chân thật. Giải thoát ngay trong tài sắc danh lợi, giải thoát ngay trong ngũ dục lục trần. Bạn không còn tạo nghiệp nữa, chỉ còn bình yên thầm lặng giữ lấy thế giới cực lạc mà thôi. Để có chỗ nơi thế giới cực lạc, cảnh giới đầu tiên chính là công phu thành phiến. Cũng như công phu thành phiến mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã biểu diễn ra vậy. Thành phiến nghĩa là không còn vọng niệm, không còn tạp niệm. Chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi, những thứ khác đều buông bỏ cả rồi. Đó gọi là thành phiến, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến tư phiền não. Lúc ấy A-di-đà Phật sẽ hiện thân đến báo tin cho bạn.
Cũng tức là nói, bạn đã đạt được điều kiện vãng sanh, tức là có cơ hội thấy Phật rồi. Phật sẽ nói với bạn, thọ mạng bạn còn bao lâu, đến lúc mạng chung. Phật sẽ đến, tiếp dẫn bạn vãng sanh. Bạn biết rất rõ ràng, minh bạch, điều đó đồng nghĩa, bạn đã có chỗ, nơi Tây Phương, thế giới cực lạc rồi. Khi đến lúc rồi, Phật sẽ đến đón bạn đi. Vào lúc này, có một hàng người. Họ không cần thọ mạng, liền khấn cầu với A-di-đà Phật, thọ mạng họ không màng đến. Bây giờ, con chỉ muốn đi ngay với Ngài, liệu có được chăng? Được chứ? Bạn thật mong cầu như thế, A-di-đà Phật sẽ đưa bạn đi. Phật sẽ ước định thời gian với bạn, đến lúc đó Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. Loại trường hợp này có rất nhiều. Người như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, thiên chất của Ngài vượt hơn hẳn người bình thường. Thật thà, nghe lời, thật làm, đầy đủ tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính. Ngài có ba cái tâm ấy. Theo như tôi tính, cao lắm chỉ cần 3 năm. Kể từ năm 20 tuổi, sư phụ đã dạy cho Ngài niệm Phật, đến năm 23-24 tuổi là Ngài niệm đến công phu này rồi. Niệm đến công phu này liền thấy được A-di-đà Phật. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác, thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói, tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó, chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng. Đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân.
Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy,